Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục chăm sóc sức khỏe và làm đẹp tại nhà của chúng tôi. Và hy vọng là những video sau đây của chúng tôi sẽ thật là hữu ích dành cho tất cả các bạn. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục của ngày hôm nay nhé. Cách điều trị bệnh sỏi thận tại nhà chỉ bằng một nắm rau ngắt, không phải ai cũng biết. Sỏi thận là một căn bệnh nguy hiểm mà người bệnh cần phải quan tâm và nên điều trị sớm nhất để tránh những trường hợp bệnh tái phát nặng hơn. Thông thường, những người bị sỏi thận hay lựa chọn những phương pháp y khoa như phẫu thuật nội soi, tán sỏi qua da để điều trị. Tuy nhiên, ít ai biết được trong dân gian có những bài thuốc hay giúp đẩy lùi bệnh sỏi thận tại nhà một cách hiệu quả, an toàn và ít tốn kém. Hãy cùng mình tìm hiểu cách trị sỏi thận tại nhà mà không cần dùng thuốc ngay sau đây nhé! Để thực hiện được phương pháp này thì bạn cần chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau. Nguyên liệu thứ nhất là một nắm rau ngót tươi. Nguyên liệu thứ hai là mật ong nguyên chất. Đây là hai nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị. Cách thực hiện thì đơn giản thôi. Đầu tiên, bạn hãy mang rau ngót đi rửa sạch cho mình. Rau ngót sau khi được rửa sạch bằng nước thì bạn nên ngâm qua nước muối pha loãng. Đây là rau ngót sau khi mình đã ngâm và rửa sạch. Bây giờ mình sẽ cho nó vào một cối xay sinh tố. Rồi bạn cho thêm vào cối này một chút nước lọc. Sau đó bạn hãy mang nguyên liệu này đi xay nhuyễn nhé. Vậy là mình đã xay xong rồi đây. Bây giờ mình sẽ dùng dây lọc để lọc lấy phần nước của rau ngót. Và đây chính là phần nước rau ngót mà mình thu được. Sau đó bạn cho vào bát này một thìa mật ong nguyên chất rồi khuấy đều lên. Đây chính là bát hỗn hợp rau ngót và mật ong của chúng ta. Với bát này, chúng ta chưa sử dụng được luôn mà bạn cần phải mang nó đi hấp cách thủy. Bây giờ mình sẽ mang hỗn hợp này đi hấp cách thủy chừng 10 phút. Và đây chính là bát hỗn hợp của chúng ta sau khi đã được hấp cách thủy 10 phút. Với bát hỗn hợp này, người bệnh nên kiên trì uống 2 lần một ngày và kéo dài chừng 10 ngày thì sẽ cải thiện được bệnh đáng kể. Bài thuốc này có hiệu quả nhuận tràng, hỗ trợ người táo bón lâu ngày cũng rất hiệu quả. Khi chữa bệnh bằng rau ngót, chúng ta nên lưu ý một số điều sau. Không nên lạm dụng nạp lượng rau ngót quá mức vào cơ thể, có thể phản tác dụng. Hãy lên thực đơn duy trì đều đặn, mỗi tuần 3 lần ăn rau ngót hoặc một cốc nước rau ngót mỗi ngày. Kết hợp ăn uống hợp lý, tránh các chất kích thích mới đem lại hiệu quả tốt nhất. Vận động thường xuyên vận động cơ thể để khí huyết lưu thông tốt cho sự bài tiết trong cơ thể. Uống nhiều nước để cơ thể có nước, thận có thể sàng lọc thường xuyên. Trong thời gian điều trị không được uống rượu, tránh căng thẳng stress có thể gây bệnh tình trở nên nặng hơn. Trên đây là mẹo chữa bệnh bằng rau ngót, đặc biệt là chữa sỏi thận bằng rau ngót vừa an toàn, đơn giản, chi phí thấp mà lại hiệu quả. Mong rằng video đã giúp cho bạn có những kiến thức bổ ích về rau ngót để bạn biết cách sử dụng nó và mang lại công dụng như ý. Chúc các bạn thành công và luôn khỏe mạnh.